Dạ vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác và anh em về một mẫu cốt số chính hãng của hãng PS Audio mà vừa mới cho ra mắt trong năm 2023 của hãng PS, có mã là DC408. Đấy, nhà bác nào mà đang hiện tại và đang sử dụng nhiều loa, nhiều súp hoặc là đang có những dòng súp hay, loa hay mà đánh tiếng lại không hay thì các bác có thể tham khảo sang dòng cốt số ngày hôm nay cho em nhé. Tại vì đối với những dòng cốt số mà các bác càng sử dụng nhiều loa hay càng sử dụng nhiều súp thì cái dòng cốt số này nó sẽ xử lý tín hiệu càng gọn và đánh nó sẽ hay cho các bác và anh em. Tại sao? Tại vì thứ nhất là cốt số nó sẽ xử lý cho các bác tín hiệu về súp là sẽ đánh gọn tiếng này, sâu cho các bác và anh em. Còn đối với loa full hay array thì đánh tiếng sẽ thoát hơn và cho các bác chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đối với dòng cốt số ngày hôm nay em giới thiệu đó là dòng cốt số PS Audio có mã là DC408. Đúng như tên gọi của dòng cốt số này, DC408, tức là đây là dòng cốt số 4 in 8 hao của hãng PS Audio. Và đối với mẫu cốt số này thì hiện tại là đã có mặt tại bên cảng Hiếu Minh Audio bên em. Còn nếu ở trên YouTube thì hiện tại đây là video đầu tiên về dòng cốt số này mà hiện tại các bác có thể tham khảo ở trên YouTube nhé. Thì các bác có thể thấy đối với mẫu cốt số này có thiết kế và chất âm như thế nào thì các bác có thể theo dõi trực tiếp ở trên clip em sẽ review cho các bác và anh em. Dạ vâng, đối với dòng cốt số này thì các bác có thể thấy là thiết kế bên ngoài là một mặt phay nhôm màu đen, thì các bác có thể rất là dễ dàng phối ghép bộ dàn karaoke trong phòng hát gia đình hay sự kiện. Và đúng như tên gọi là DC408, tức là dòng 4 in 8 ao. Từ ở đây nó sẽ có 4 đường input để các bác có thể cắm và cũng như là để điều chỉnh súp hay là điều chỉnh monitor hay là array. AB ở đây là các bác bình thường em đi lắp hay là sử dụng cho các bác là sử dụng sang loa full này hay array. Còn C ở đây thì bình thường em sẽ sử dụng là súp hoặc là monitor. Và D cũng tương tự như C nha các bác đấy, để cho các bác có thể kéo được từng các line rất là dễ dàng. Và đối với dòng này thì nó sẽ sử dụng lên đến 8 cổng, 8 đường output để các bác có thể cắm là 4 full, 2 súp và 2 monitor. Hoặc các bác có thể sử dụng là 2 array, 4 súp hoặc là 2 monitor. Bác sử dụng kiểu gì cũng được, rất là ok. Và phần mềm nó cũng rất là dễ dàng cho người dùng sử dụng. Và đối với mẫu này thì các bác có thể thấy là phía trước nó sẽ có một mặt mica này. Mặt mica, đấy. Thì nó sẽ bảo vệ cho cái màn hình ở đây, cũng như là bảo vệ màn hình LCD và cũng như là bảo vệ các đèn ở đây nhé các bác nhé. Dòng này thì các bác có thể dễ dàng căn chỉnh được cả bằng máy tính và cũng như là có thể căn chỉnh được cả bằng tay, rất là dễ dàng. Và các mốt sử dụng lên đến gần 20 mốt cho các bác có thể sử dụng tùy hợp, tùy cho những cấu hình mà các bác có thể sử dụng ở trên dòng cốt số này. Đấy, một trong những cái rất là hay ở trên dòng cốt số của hãng PS Audio mà em muốn nhấn mạnh và cũng như là phân tích cho các bác và anh em. Và về phần thiết kế đằng sau thì các bác có thể thấy là thiết kế đối với dòng mẫu 4 in 8 ao này, đây là 4 đường in Canon nha các bác nhé. 4 đường in Canon để các bác có thể nối tín hiệu lên bàn mixer này, và 8 đường output để các bác có thể nối tín hiệu từ đẩy lên cốt nhé. Còn cái này nó có 2 cổng RS là RS485 và RS232 và một cái quạt mini ở đây. Một trong những dòng cốt số mà xử lý tín hiệu cực hay mà bên cửa hàng em vừa mới về. Và đối với mẫu cốt số này thì bây giờ em sẽ cho lên bộ dàn karaoke và cũng như là sẽ show cho các bác về phần mềm của dòng cốt số này để các bác và anh em có thể tham khảo. Và giá đối với dòng cốt số này thì các bác có thể gọi điện
trực tiếp cho bên cảng Hiếu Minh bên em qua số các số điện thoại hotline ở trên đây là 0919182233 và 0869997229 và 0982352313. Em sẽ báo giá cho các bác giá tốt nhất thị trường đối với dòng cốt số của hãng PS Audio DC408 này nhé. Đây là phần mềm của dòng cốt số các bác nhé. DC408 4i8A. Đối với dòng cốt số này thì nó sẽ cùng phần mềm với dòng của DB Boutique. Đấy. Đây nó sẽ cùng chung phần mềm với dòng cốt số của DB CR4.8 đấy các bác. Thì đối với dòng này thì các bác có thể căn chỉnh được gì? Thứ nhất là các bác có thể căn chỉnh được các cần GEQ của đầu vào A, B, C, D. Và cũng như là các bác có thể căn chỉnh được phần in A, in B, in C và in D. Đấy là từng cổng vào các bác có thể căn chỉnh được chi tiết. Và ngoài ra thì đối với cái này thì các bạn, đối với đường output thì các bác có thể căn chỉnh được 8 đường riêng biệt nhau nha các bác nhé. 8 đường riêng biệt nhau. Bình thường em sẽ cài đặt là 1, 2, 3, 4. Đấy, out 1, 2, 3, 4 sẽ là full hoặc array. Còn 5, 6 sẽ là sub và 7, 8 sẽ là monitor. Và được các đường ở đây thì các bác có thể sử dụng rất là dễ dàng. Đấy, đường A, B ở đây em đang sử dụng cho out 1, 2, 3, 4 nhé. In A, in B đang sử dụng cho out 1, 2, 3, 4 dành cho loa full. Và in C ở đây là em dành riêng cho đánh sub. Đấy. Và in D ở đây em dành riêng cho monitor. Đấy, các bác có thể link được các cổng như link 1 nhé. Link out 1, out 2 link lại với nhau. Và out 3, out 4 link lại với nhau đều được nhé. Đấy, rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì các bác có thể delay rất là dễ dàng nhé. Đối với dòng cốt số tại sao được rất nhiều các bác anh em sự kiện hay là các bác gia đình thích? Bởi vì cái phần delay của nó là delay chi tiết nha các bác nhé. Đấy, tức là nó sẽ delay giữa loa full và sub. Nó rất là chi tiết. Nó đến 0,01 nha các bác nhé. 0,01 nhé. 0,01 mili giây. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, rất là chi tiết. Còn bình thường ở vang số các bác chỉ thấy là 0,1 thôi. Còn đây nó sẽ chi tiết đến mức là 0,01. Tức là sẽ cho ra cái chất âm và cũng như là âm thanh là chi tiết nhất cho các bác và anh em. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ test trực tiếp chất âm của dòng cốt số PS Audio DC408 này để gửi tới các bác và anh em nhé. Dạ vâng, bây giờ em xin mời các bác lắng nghe thử chất âm của dòng cốt số PS Audio DC408 này nhé. I'm not afraid of the dark.
chất âm khi mà xử lý qua cốt, súp và loa full, đánh nó sẽ lực hơn và cũng như là tiếng sẽ đi xa hơn rất là nhiều. Và cái độ chi tiết của súp hay loa full thì nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều nha các bác nhé. Rồi ok, đối với một sản phẩm như thế này sẽ được bảo hành đến 2 năm bởi hãng PS Audio. Và các bác có thể ngay bây giờ thì các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc có thể qua trực tiếp tại cửa hàng tại hai chi nhánh bên em, đó là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội và 48B Cư Xá Bà Điểm, Quốc lộ 22 Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh để cảm nhận và cũng như là có thể tham khảo cho mình về một mẫu cốt số có thể sử dụng cho sự kiện, gia đình hay phòng hát đều rất ok nha các bác nha. Rồi và giá thì em cũng xin thông báo với các bác là giá đối với dòng sản phẩm này thì em sẽ giá là tốt nhất trên thị trường. Thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho bên em qua số điện thoại hotline là 0919182233 và 0982352313. Và em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của bên cửa hàng Hiếu Minh bên em nhé.